Trần Tu Vi mến chào đến quý cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay cái video mở lễ hội Satewan quốc tế lúa gạo Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, sẽ diễn ra vào ngày 11 đến 15 tháng 12. Bữa nay mình quay chia sẻ cho đến con xem mà diễn ra vào ngày thứ hai nha. Trưng bày quảng bá về lúa gạo như thế nào và có những sản phẩm gì về lễ hội lần này. Các nhà nhớ theo chân mình xem hết video nha. Wow, trưng bày về các giống lúa và gạo các đồng bằng sông Cửu Long hội tụ về đây để quảng bá nha. Trưng bày cũng khá là thấy mắt. Cũng nhiều bịch gạo loại giống khác nhau nha. Vô bịch này chắc khoảng bịch chắc khoảng ký quá. Cũng là cái thương hiệu của Phú là cũng gạo mà nhìn sáng đẹp. Nào, cái lúa nó to đẹp thiệt. Rồi, những cô gái áo dài quảng bá sản phẩm gì đây. Rồi. Cái lon cái gạo giống gạo gì vô lon à, để cái tên lúa gạo gì giống gì anh em ơi. Nhiều người con ở đây đến tò mò cho tìm hiểu về các loại gạo giống gạo mới nha. Không phải về cái gì nha, không gì đó cho thử ăn gì đó. Rồi ở đây cũng trưng bày nhiều hoa lan đẹp quá vậy. Quá đẹp. Đây cũng trưng bán. Quất tích nước ngoài nè. Này khu thị này chuẩn bị ở khu này ở đâu nè. Đấy là trưng bày quảng bá cho bà con xem mô hình. Khu này thì nhìn thấy khá đẹp nha. Thank you.
rồi, hôm nay trưng bày sản phẩm về máy bay phun thuốc cho ngành nông nha quý vị. Rồi, cũng có khách nước ngoài rồi tham quan rồi cũng tìm hiểu về các ngành nông nghiệp của bà con ở Hậu Giang mình nha. This is our ecosystem. From seed. Quay ở trong này nó chuyện hơi ồn nghe quý vị, vậy xem thông cảm cho mình nha. But this is now made in China. Yeah. But in the future in Vietnam. Có đại co cái xuồng nguyên xuồng khóm mà anh em ơi, nhìn đại co thấy đẹp quá. À, có cái cảnh mà bà con cầu đúc đang thu hoạch khóm mà. Khóm cầu đúc là đặc sản nghe quý vị. Tại vì lúa tôm thì nó phải đắt. Có cái cảnh này anh đang ra tư vấn về gạo. Ý là cam kết là tư vấn về cho bà con biết rằng con hiểu biết mình con tiêu dùng nha. Dạ. Bữa này bánh gì em gái? Dạ bánh kẹo mozzarella sốt phô mai của TH Chu Phước ạ. Thôi. Lúa này, này làm từ gạo lúa gạo. Dạ làm từ gạo Japonica của Nhật Bản ạ. Gạo chất lượng cao. Rồi cái này dùng cho dùng thử ha. Dạ cái này cho dùng thử. Rồi cho dùng thử miếng. Sốt làm bằng sữa tươi sạch với trang trại TH ạ. À. Ừ. Nó hương vị rất là tự nhiên nè. Này bánh làm từ lúa gạo của từ gạo Japonica của Nhật Bản. Ừ. Bên trong có phô mai mozzarella. Hơi ngậy ha. Dạ. Mình nếu mà vừa vị thì mình có thể qua đây có chị xe tư vấn cho mình. Có cái này có. Sản phẩm gì dùng với gia đình? Cái này là bánh khác nữa hay gì? Dạ cái này là xích sông khói của TH Trung Quốc ạ. À. Xích sông khói của Trung Quốc là hàm lượng thịt lên tới 75% là TH Trung Quốc á. Dạ. Xích xích sông khói. Mình dùng thử không ạ? Dùng thử luôn. Có cái này, hút này nó có ra thị trường chưa em gái? Dạ có rồi ạ. Mình muốn mua thì mình qua đây, mình có chị sale mà tư vấn cho mình. Không, cái cửa hàng này có bán chứ, cái thị trường ở ngoài có chưa? Dạ có rồi luôn. Dạ có. Dạ. Cảm ơn. Các siêu thị hay là các cửa hàng gì mình cũng có trên đó. Dạ. Khẩu vị này đậm đà. Hương vị không, hương vị tự nhiên, không hàng the, không chất bảo quản nè. Dạ, không mà tổng hợp luôn ạ. Đặc biệt là hàm lượng thịt lên tới 75% nè. Rồi, nó ngon. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thank you.
Yes, this one is like a little mushy because the hydration for the grain, but this one is a little grainy. There's no way to save this water. So it's just grain you're really good. Rồi cho con hỏi luôn rồi, cô thử được cái món gạo này nước giờ như thế nào rồi cô? Và cho chia sẻ chút dùng cho bà con biết nữa. Cùng một loại gạo nhưng mà tôi được thử hai cách nấu. Một cách nấu nhiều nước hơn và một cách nấu ít nước hơn. Thì cái cách nấu này thì nhiều nước nè thì nó sẽ mềm nhưng mà vị nó sẽ không đậm bằng cái nấu mà ít nước, vị nó đậm hơn. Đó là cảm nhận của tôi. Cảm ơn. Ngành lúa gạo lần này Tây Nam Bộ là một sự kiện quy mô lớn quốc tế lần đầu về lúa gạo Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm về hệ thống lương thực toàn cầu và quốc tế quan tâm lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long chất lượng cao nhằm quảng bá thành tựu ngành lúa gạo Việt Nam. Sẵn đây em giới thiệu về một sản phẩm về gạo này, em quay chia sẻ cho bà con biết là nhiêu cái. Rồi sẵn dịp giới thiệu gạo một vài món sản phẩm cái bài món gạo. Giống lúa BL9 giống trồng ở Bạc Liêu nha. Thì bên em đang bao tiêu dùng nguyên liệu mình làm cái mao là sẽ có sản lượng lớn. Dạ. Cái gạo này thì cái ưu điểm của nó là dẻo ngang ngửa T25, giá là cũng đang bên em đang bán mà. Thì cái độ lúc mình nấu lên thì nó sẽ dẻo vừa mà để lâu nó sẽ không có khô. Bên em là chỉ trưng bày một số tượng trưng thôi, sẽ còn những cái dòng khác ví dụ như tùy theo trường hợp không có khách hàng không. Cái này là nếp không? Dạ gạo luôn, gạo lứt huyết rồng. Gạo lứt gì? Gạo lứt huyết rồng. Huyết rồng. Đây là những nếp đặc trưng của sông nước của người miền Tây đời sống sinh hoạt và nền văn hóa được tái hiện sinh động gần gũi tạo sinh động đẹp đối với khách du lịch đến lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Đây là các sự kiện hội thảo diễn ra tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hội thảo chính lần này chính sách Việt Nam ký kết hợp đồng với nước ngoài lúa gạo hợp tác lâu dài. Sẵn cho em hỏi, sẵn cho em giới thiệu về vài loại gạo cho em quay chia sẻ cho bà con xem luôn. Hỏi gì? Đây là cái gạo như là gạo lứt nhưng mà nó đã chuốt qua một lớp rồi nên nó sẽ nhạt hơn gạo lứt. Còn đây là nếp thơm. Đây sẽ là lại sữa là T25 và T24. Cứ cứ đều. Đây là gạo dầu mình có thể nấu sushi luôn. Cảm ơn. Thôi, ở đây có bản đồ hình chữ S về lúa nè anh em ơi.
kênh sáng Sà No này là một huyện thoại được mệnh danh là nơi vận chuyển hàng hóa lưu trữ lúa gạo lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, chính tái hiện con đường lúa gạo trước đây. Kênh sáng Sà No này là nơi ghi dấu ấn lịch sử về khai cống vùng đất nông nghiệp lớn nhất vùng Hậu Giang. Nơi đây được dẫn nguồn nước lọc phù sa từ sông Hậu về, bồi lấp cho lúa tươi tốt. Và những chiếc xà lan vận chuyển lúa gạo đi các nơi. Dòng sông Sà No được giữ vị trí rất quan trọng cho ngành nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long này nha. Rồi, đã có cảnh ruộng nha. Ruộng này lúa đã chỗ đều. Và sau lưng đó là có cái mái nhà lá nha. Đấy là cặp có một vườn bông. Rồi, nhìn thấy cũng đẹp mắt nha. Đây là chí cảnh vườn hoa. Nhất lắm cũng có cái vườn ruộng, cảm không cái chòi. Cảnh ngày xưa bà con nông thôn ở quê nha. Rồi đây là cặp đó cũng có những cây gom. Cảnh những cái cảnh đồng quê. Rồi có cảnh lúa, cặp mấy cái nhà lá. Cái cảnh nhà lá có nha, cái bên nó có bụi chuối vườn bông rồi. Nhìn cảnh là rất là thơ mộng nha, bình yên. Rồi hôm trước đó có cái máy gì làm quạt lúa thủ công, lúa cho khi thu hoạch lúa là đeo đưa đổ đây quạt cho nó sạch lúa bụi bặm rồi. Hôm trước nó có con trâu đang kéo cậu lúa. Rồi, cặp đó cũng có đống gom ha. Đống gom như cảnh là ngày xưa bà con thu hoạch lúa rồi có gom đống lúa. Cái bên đẹp quá. Nơi đây mình có dấu ấn nhất đề co tiểu cảnh cây lúa thật và trang trí những nhà mái che thật, cuộc sống hàng ngày của người dân bố trí tiểu cảnh quảng bá về lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long dài tới 1.500 m tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh dọc theo bờ kè kênh sáng Sà No, con đường tái hiện quá trình nghề trồng lúa nước ngành lúa gạo Việt Nam qua giai đoạn sơ khai nông nghiệp hóa và nông nghiệp hiện đây có cái máy cày với máy cắt lúa nha. Hồi nãy mình quay cái cảnh đó, cảnh ngày xưa bà con làm từ thủ công nha, không có máy móc. Ngày chiều nay giờ hiện đại rồi, bây giờ có máy móc, máy cắt lúa thì tuốt ra lúa luôn. Ngày xưa thì không có máy tuốt lúa nha, cũng có cái thùng suốt hồi nãy mình quay cho bà con xem đó. Bây giờ làm cũng cho nhẹ cái sức lao động cho bà con nha, làm chăm sóc lúa thu hoạch rồi thì cũng có máy cắt đỡ đỡ mà 2-3 công đoạn, đỡ tốn chi phí cho bà con nông dân nha. Rồi, đây là con có đồng ruộng và khoai. Nó mấy cái củ, mấy củ khoai lang quá bự. Hay. Nhà quá đẹp anh em ơi. Đồng ruộng cái cũng có nhà bông. Có nhà nhà này nhà mà ngày xưa là bằng đất sét trộn với gom. Ngày xưa bà con hay các nhà làm gà kiểu này nha.
Đây vô giờ mình vào thăm gia đình Thái Diễn lại ngày xưa nha. Rồi chào mấy đứa. Rồi đây là nhà gia đình của riêng của mấy đứa phải không? Rồi đây là thằng Mai. Dạ đâu có còn. Mà không nổi luôn. Cú không nổi chứ. Rồi chào Mai cổ anh em ơi. Có em gái ngồi khá xinh nha. Ngồi quay vô Mai luôn coi, quay vô kiểu cô Mai nó ngồi lại. Xây vô ghế. Ừ. Để tay lên hai bên. Ừ, ok. Ừ, vậy đi. Ê, nó nghe nè. Mai là ta đẩy ở dưới chứ ai cầm được như Mai. Ừ, rồi, ta ghi lên. Chứ là không có cặp, không có dịch cái tay trái. Cái này nó ấy thôi mà. Là cái lúc đó mày đã đạp ở nãy hả? Nãy hả? Ngọn ngáo rồi. Rồi, tôi cảnh làm là coi cảnh đồng quê nhìn thấy khá là hấp dẫn, nhớ là về tuổi thơ nha quý vị ơi. Chỉ cái làm như cái mương nha, mương bèo Lục Bình ha. Nó có cái cầu khỉ qua mương nè. Và cặp biết cặp bên đó là cũng cánh đồng ruộng và hàng bông. Coi khá đẹp nha. Hay quá. Đây có cầu khỉ. Đây mình quay ngược lại cái cảnh này ha, là cái cảnh nhớ là cái cảnh đồng quê ngày xưa, là cây cầu khỉ, có mương, có cái nhà, cái nhà kiểu xưa, ngày xưa bà con trong đồng quê đó. Công có mấy tu lúa ngày xưa là cái gì, ngày xưa người tới thu hoạch lúa rồi bà con cắt vô, có mấy tuốt là tuốt ra lúa nha. Bây giờ thì không còn mấy tuốt lúa này nữa nha, tại vì công nghệ giờ có máy gặt lúa cho người cái gì, gặt rồi tuốt ra lúa luôn, làm cho bây giờ công nghệ mới làm cho khỏe người nông dân. Trải qua hai ba công đoạn ngày xưa, rồi trâu bò kéo lúa vô, cắt gặt rồi kéo lúa vô rồi suốt rồi hai ba công đoạn. Ngày nay là chỉ xách cái bị ra là chỉ là lấy tiền thôi nha. Ngày xưa chở cái xuồng, nguyên xuồng lúa vậy. Chạy cái check in rồi chụp mà đi, không lấy khẩu thắt khẩu trang ra. Ôi, chụp hình cũng lưu niệm mà đi bịt khẩu trang. Bịt khẩu trang mới đáng nhớ. Đáng nhớ hả? Chừng tới chừng già lo nhìn lại cái không nhớ luôn á, quên luôn á, không thấy mặt á. Cái cảnh này cũng như ngày xưa đó, mấy thanh niên trai trẻ rồi cũng hay chụp hình ra đồng ruộng rồi chụp hình nghe quý vị. Cảnh này nhớ lại tuổi thơ mình quá. À,
rồi có cảnh anh chăm sóc vườn gì đây. Nhà này nhà dách dáng nha, là lập ngói nói ngày xưa gông kêu chính phủ cho nên thôi, có anh ra chú vườn làm công vườn cái gì công vườn làm là giờ làm cho ông chủ là được bao nhiêu năm rồi anh ruột? Mới làm đây 2 tuần à. Gì làm 2 tuần à? Chắc là đổi chú vườn mới quá, chăm sóc vườn mới quá. Có mới xuống công trình mới xuống rồi làm rồi tứ bông luôn. Đây mấy anh là bố cho cục cảnh kho lưng thực lúa gạo cái gì đây. Là ông tàu. Tàu quá trời tàu bự, quá bự luôn. Có khóm cụ đúc vừa Hậu Giang. Có lúa gạo quá trời luôn rồi. Ngay cái kho lưng thực kho lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Thu hoạch lúa vậy, bắt hai bác nông dân là thu hoạch lúa mấy gì ơi. Dẹt bắt cá ha, bắt cá không? Dạ. Tới đây mình xin phép kết thúc video nha. Ở nhà xem có thú vị thì nhớ cho mình xin một like, một lượt chia sẻ. Và nhấn chuông để thông báo ra video mới cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ ủng hộ cho mình có động lực ra video mới hàng hoàn hảo hơn. Rồi hẹn cả nhà gặp lại video sau. Bye.